bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe tơ Đức Nuốt bà Tùng Long Kim Xuân. Chương 1. Thúy đã gặp phải đã chết trong một cái lại cho Thúy một đứa bé. Cục hôn tuy không đem lại đôi như Thúy hẳn người chồng đầy đủ bổn lại cho Thúy nhiều kỷ niệm. di đã khóc quân mấy tha số phận không may của bé đầu lòng của Thúy quân chết. Đời không còn ai là người. Thúy từ ngày có xa gia đình chồng, biết cha mẹ chồng, ai. Thúy vào Nam học, bố hoa lệ này, mấy năm ở nhà một người. Tuổi trẻ và họ đã quen nhau qua sự bạn Thúy Đến thăm Thúy Mẹ Thúy tiếp đãi từng dặn dò Cháu nên đến thăm Thúy trước những thanh niên khác Ở ở các công viên hay Tôi chỉ có một mình với bạn của nó Lúc quý mến đến thăm Thúy nhiều lần Nhật Lần nào đấy Sinh trưởng trong một gia đi thế Vào Sài Gòn học túc Cha mẹ cho chàng Chàng là cho những nhà xuất bản Cho các nhà buôn Giấu giếm các đều biết và khi thì đem lòng mến bạc khen quân có chí nói với thúy tìm cách giúp đỡ quân thúy mới chưa yêu quân hoàng tử của lòng nàng khác người chồng lý tự nhiên đẹp trai học làm một luật sư có chồng bác sĩ học y khoa nàng không thích có chồng mới bắt như thế dễ bắt nam cha mẹ phải làm đay nghiệt trong nam không ai ác hà khắc một nguyễn công hoàng đấu minh một tuyệt đã làm cho tất cả những bà mẹ chồng ngoài đều như bà Tuần tuổi cả. Nhưng lần đầu tiên gặp quân là một sinh viên đại học hạnh đã có ý muốn kế. Bà chỉ có một mong muốn xa Thúy. Thúy, không muốn như vậy gã Thúy. Để. Bà rất đỡ với quân. Chủ mời quân đến dùng cơm. Cậu, hãy lấy nơi đây cậu. Hãy bà gì, Cậu Không cảm động trước những lý mà đó lời một xã giao ngoài miệng đã đối xử với quân một cách bà hỏi thăm quân từ cách làm việc hàng ngày đi đứng chàng ngủ ở một sớm nghe không quá bảy trăm Thì thì bạc đủ thì giờ và sức khỏe tôi nói thế này cậu cậu nên dọn về đây nhà này rộng con em thúy kèm thêm toán để thiết. cậu vui lòng giúp em quân mới hỏi ý kiến em có đây để giúp em trong sự thúy nói có tùy ở mẹ ấy, ý kiến gì cả, nói lạnh lùng của Thúy. Nhưng rồi với bà Hạnh và Thúy nói ra, nhưng chàng cũng kính nể ở chỗ hiểu người của Được vài tháng, thì bà Thúy cho chàng quân về cảnh quá bụa bà muốn có một người rể. Bà hy vọng được giúp quân đi có một chút công nhỏ trong quân muốn tắt thành cho bác. Nhưng Thúy không có cảm tình. Bà Hạnh quân có gì đáng cho cháu lo Thúy tánh lơ là là như vậy Cháu khó hiểu tu tình em không giống tôi tôi bảo nó vì cháu phải viết thư về nhà ấy biết làm theo ý muốn bà hạnh xin phép cha mẹ cưới trong mấy bức thư trước với cha mẹ là một người đàn bà quá đem lòng thương yêu cháu giúp đỡ chặt quý cha mẹ bằng lòng cho quân ông lộc Cha cho bà hạnh một bức thư cho quân cưới Thúy. Bảo là không thể vào nam mẹ vì tuổi già. Ông hoàn toàn tin là sự giúp đỡ của bà. Bạn ông bà Lộc không dần Bà nhờ bạn với Linh Đình có đủ hai dòng. Phụ dâu. Khi Thúy nghe mẹ quân, thì nàng không. có không thể yêu anh, quân tồn. Rồi, có kính mẹ. Mẹ người rể như quân. Sau này anh ấy về quê ngày mai thì hãy chụp ngay cơ hội để cãi lời mẹ một chuyện có quan hệ đến hay của cả đời nàng mẹ kết hôn với mỹ học ở nhà giúp bán hàng ngày giúp chồng ăn học hạnh nhàn hạ lắm buôn không cần vốn nghiệp rộng bạn bè buôn những món nữ trang đắt bằng ngọc thạch và quen biết đông tăng bà sống cũng một biệt thự rộng lớn thúy lúc còn đi tập cho biết xem qua kim cương để sau buôn bán làm ăn có chồng được biết có thai vì việc cuộc sống hàng ngày tập chỉ còn ra trường bằng một số tiền mở một thúy bàn mở ngày đang ở bà cảnh già vui vẻ với những đứa cháu vậy bà giàu có lúc nhà cho thúy bà bà trù tính qua nhật qua hồng phong cảnh nhưng bà chưa kịp chưa kịp thực hiện cái mộng mẻ thì bà nằm ở bệnh viện tuần sau bà để lại cho thúy một đi cái đã gieo vào lòng khó tả. Nàng chỉ sống sống trong một tình yêu. Ngoài bà không còn yêu ai cả quân, người chồng hết hôn, Thúy. Thấy Thúy buồn rầu thì không khỏi lo lắng. Quân tìm đủ về Thúy, quên được nỗi buồn. Lúc ấy Thúy lại nàng không ăn uống gì được, xanh sao. Quân rủ Thúy, quân đề nghị đưa Thúy về không chịu đi đâu hết, à lo việc cúng kiến, Công việc làm ăn việc học hành, cha nông cả. Bà lại chút thư mà không làm hôn thú vì trên gia tài của bà quần thật ra không hề. Chàng cưới thúy cũng để dựa vào bà hạnh khỏi phải vất giả. Việc làm ăn của Thúy và chàng thường nghe mẹ vợ những món nữ trang trên bàn tiền kết xù. Vợ của chàng giàu như thế. Từ ngày bà Hạnh ít khi chuyện trò với khuyên lơn nàng thì anh cứ yên lòng nhiều lúc ngồi Thúy tự nhủ. Cá ta biết mẹ ta thì ta không bao giờ gì muốn làm mà ta đã ép lòng lưu à, lòng mẹ ta có mấy tháng đời ta ta phải sống yêu cũng có lúc thúy vui lòng trước khi nhắm mắt thì mẹ ta cũng ngậm cười nói ta yên cảnh chồng con là một người chồng tốt mẹ ta chỉ mẹ ta đã đau khổ nhiều vậy thoa về người cha của nàng ý không biết sống chết nơi mẹ nàng đâu phải là cha nàng bỏ nhà mới lên năm tuổi mập mờ hình ảnh của nhưng nàng không nghe mẹ nàng hiểu biết và tỏ hàng ngày tiền nông và trước khi đi thường ngồi lại bàn thuyết gì sắp lấy chồng thúy mẹ sẽ để lại và một quyển nhật ký, ký ấy sẽ giúp con nhận đường đời mẹ chuyện không may như mẹ nghe vậy hay nhật ký ấy chưa giờ tới. không dám hỏi mẹ nàng đã gặp những chuyện không may như trừ và đau khổ ấy đã từ trần giữa lúc đăng tiền bạc dư thúy cũng chưa ký của mẹ ông sẽ đọc mà nàng đang mang trong bụng bởi những điều mà mẹ nàng ký ấy thì có phải là nguyên nhân chính mà thúy sợ mỗi dòng chữ sự nhắc nhở thương tiếc nàng ấy làm sao không nàng đã kêu gợi thêm ít cái thai một mầm sống của nàng mãnh liệt sống của chính nàng nàng có bổn phận phải lo cho vì thế nàng cố dẹp rầu để giữ gìn sức để đứa con sắp chào đời thúy cầu mong và con trai nàng sẽ lo quân đứa bé trai đó là đứa cháu ngoại mã à, của gia đình thúy không có con trai nhớ đến cái ơn và bà hạnh có bụng yêu thương người có chiều người quân đặt tên cuối năm ấy thế là chỉ còn một năm nữa ông bà lộc nghe tiết thư chia buồn với thúy sanh bé sơn cho thằng bé một sợi di chuyển mề đây bằng vàng sau khi thúy về thăm huế thăm chết không hề ngăn cản theo quân vì nàng quân về của hai tuần thì sức khỏe của quân. chuyến đi ấy đã làm cho ít nhiều Cuối chiều và đêm thúy nhân quân tin vào khoa hỏi chàng không lấy thế. Chàng tự điều trị sắp là một bác sĩ kém ngon và ít ngủ. Chàng nên đi tìm một bác sĩ hoặc đi nghỉ mát một thật khỏe. Nhưng chàng không muốn đi đâu mà. Lựa chàng đã có con, gần vợ. Những ngày quân mỗi gầy ho nhiều hơn trước. Phải bệnh lao, nặng. Lúc quân về cũng săn sóc cho mẹ. Hy vọng gì cứu chữa thì chết. Quân về quê để tránh bệnh. Quân nói của chàng và... Nhưng Thúy không điều trị bệnh mới và chống khỏi nghe lời thúy và quả nhiên hai tháng sáng, bác sĩ khuyên thúy lên đà lưng chuyến đi ăn xem như một chuyến đi vì từ khi vợ chồng họ chưa hề đi đâu xa thúy chưa hề được cùng quân với gió rất yêu thương thúy chiều chuộng thúy từ ngày mẹ chết quân để lo cho nó đối với quân lúc đến bây giờ giả lại nàng buộc thúy và quân bên chiếc nôi nhỏ hai mái đầu xanh cũng nhìn đứa bé yêu thương họ cùng cấp họ cùng nguyện lo họ gần nhau ai trong ấy có giữa lúc lòng thúy đau của quân thì một lại đang chờ ở ngưỡng người ta bảo nhau cái rủi này rủi khác đà lạt một tuần phong nơm nhà cửa thêm một tháng đến sài gòn được hôm báo tin quân bị quân cùng với mấy người xe nhà của tuấn đến nơi vào bệnh viện thì quân không hay biết Hai hôm sau, ông Lộc đưa xin cất. Thúy xong ma chay. Trong vòng một năm rưỡi, tan. Một tan chồng, người của mình bấp bên, chỉ ở đây phải sống trong cảnh. Phải lo nghèo, lo đó còn có sơn, lẽ Thúy đau khổ nhiều, tuổi xuân đã gặp ý. Ai mà không bấm. Lại yêu vừa hé mở mặt Thúy. Nữa, ai là lắng cho nàng dù là hạng đàn bà gái tự mình có tự mình có thể tạo cho người đàn bà tự ông họ vẫn tự những khi mệt nhọc là họ thiếu hạnh phúc khang vì thiếu sự chiều thúy có tiền mình có thể đem đến cho thúy tao ước ham muốn đang nghĩ thế của bà hạnh mẹ nhưng bây giờ cái chết của quân tiền không thể tạo hạnh phúc gặp quân nhưng quân cho thúy đâu có cái quyền lực bằng người Thúy mới nhớ đến mẹ nàng trước ngày nàng có chồng Ký ấy sẽ chỉ công trên đường đời Nghĩa là lúc nàng cần biết Không còn Chồng đời nàng phải do nàng tự Của nàng phải tự nàng không thể mong nhờ vào ai Lại nữa Nàng phải lo cho bé sơ kia mẹ nàng nuôi nấng lo lắng cho nàng Không Thì giờ đây nàng Vì không còn biết Yên Thúy đến cái nhật ký Nàng ký lên bàn thờ mẹ Sụp quỳ khấn kiếp về phòng nằm đọc ảnh của bà Hạnh lúc nào Thúy. Một chuyện bực mình, khó nghĩ đến mẹ. Thúy quỳ trước bức ảm khấn giái như một tính quỳ trước chân dung đức Hay một tính nữ của Phật tượng của Đức quan Âm. Thúy lật. Nghĩ cho Thúy, đứa con tôi. Có một nét chữ cứng kia, mẹ Thúy cũng đọc. Cũng đã có một thật đẹp. Nhưng thiếu nữ của mẹ Thúy gia đình nghèo, nên có học chút ít người chồng như ý muốn bà 25 tuổi sử một công chức ông sử con đã bỏ sợ rồi vợ chồng bà hạnh đã sống như một đợi người chồng không nhưng lại không muốn một lần nữa có tiền giờ chỉ có đồng tiền là một đuổi còn về mặt có thúy là lẽ sống về của thúy chỉ biết như nay thúy cố tìm ra những trang nhật ký của Mẹ không có ý mối tình đầu gian dở chỉ muốn ghi lại những gì đường đời làm ăn của mẹ. mẹ làm sao từ một trở thành một người giàu con trọng có địa vị Mẹ làm thế nào mà khép thêm bước nữa. Dù sắc đẹp còn tươi còn rạo rực yêu đương. Dù ấy mẹ thấy con đọc hiểu những kinh nghiệm sống cần chạm trán với người đời. Đời là một sân không. Đời nhiều cảm nhiều kẻ xấu ít người mẹ không biết với tình với tất cả lòng lo lắng đa tài mẹ tạo từ trước đủ sức tạo cho con không sóng gió có thể đưa con từ tình yêu của người chồng ngại nào cả không đọc đến ý mờ cả lệ ừ. nếu mẹ của thúy hay biết này thì đâu có em người mẹ hiền an gian dở của thúy ngày nay cố gắng lấy đồng tiền để tạo cho thúy một đẹp đẽ Sống gió nhưng thể được Thúy lấy khăn lau nước mắt ảnh của mẹ treo trên tường rồi đọc. Sẽ lấy làm lạ, tại đi mà không về. Lạ, sao trước mặt đến người cha ấy có một bức ảnh nào của cha? Mẹ không hề mặc kết hôn với cha tập quán. Là thời ế ẩm, đó mẹ đã 25 xinh đẹp từ năm 16 à, 9 năm trôi qua được một tấm chồng như ý một người chồng giàu sang. Vẫn phải vất giả đi dạy thêm để giúp đỡ gia đình mà mẹ vẫn mang tiếng là không có đức. Đắc dĩ ấy đã gieo vào lập vì thế mẹ không chiều chuộng, con làm thì ít tiền, kể. Bạn bè và toàn là những kẻ lúc mẹ chưa có, nhưng khi mẹ đã có cha con tiêu xài vô ngăn, không nghe gỗ. Ái lắm, họ đâu mình, họ cứ nghĩ ra Tiếc của, mình làm ra xài. Ô mà xài, mặt mau khổ. Nó đến, cha con đánh bạc thó mẹ đưa tiền để gỡ, thì cha con đánh mẹ không nhịn. Cấu xe tiếng để hàng xóm nghe được cho thế là mẹ làm nhục nhà ra đi. Cha con đi vài ngày rồi, cha con đã đi luôn. Không tin tức, sao không thương cảm cho cảnh mẹ không nhớ cha có chịu được lời dị nghị. Của. Họ cứ theo cha con đi đâu, tại mẹ phải nói dối là vì ở đây làm thương. Rồi hai năm về, họ bắt đầu là khi thấy Tết đến để xưng hợp với vợ có nhau, mẹ bị cha. Họ nói với nhau mà vô phúc không tại bà chồng ra gì nên mới... mẹ ấy mới dọn ở chỗ cũ ạ à, chung quanh người khỏi bị thiên hạ dòm hành nhờ vậy mà để nuôi con đến đây nhớ lại mẹ không khó. mới hai tám tuổi sống như một quá phụ ai bắt buộc mẹ phải giữ thủy vì cha con chứ có phải mẹ ăn nghĩa với cha con đâu đáng ngán cho mối tình đầu Đúng sang ngang mẹ ý muốn cưới mẹ và nguyện với lòng mình đời khi nào mẹ thật nào con tim mẹ gặp một thanh niên cùng chàng ta là một công chức đã đeo đuổi mẹ và tha thiết nào là tình yêu người mẹ yêu gia đình người vợ hiền và ba còn sao người này đã có vợ mà lại còn đeo đuổi mẹ cái mầm yêu đương một mối tình tuyệt vọng người đàn ông không hiểu như thế nào yêu hai ba người với các người đàn bà ấy chung thủy nhau. Đàn ông họ rộng rãi bao la hẹp hòi ích kỷ, ba bốn người cùng một. Đọc lại suy nghĩ. Ta không ngờ, luôn khác ngoài cha ta, mẹ ta không buồn nhắc đến. Nhưng chắc cuộc tình duyên, vì từ khi lên tám, nào chen vào cuộc đời. từ chịu sống trong một mối một khi yêu lại một cách trọn vẹn mà người đàn ông tự con để làm vừa lòng là chính mẹ, mẹ mang tiếng phụ nghĩa Mẹ cũng không muốn cho người đàn đau khổ Cho ba người cha Người đàn ông ấy kết Quên mối tình ấy Phải có một ham muốn hướng cuộc sống của mẹ Mẹ đẹp của mẹ À cũng có thể tự tạo cho Tại sao mẹ không thấy tình Mẹ không thể đi dậy Cuối tháng lãnh vài nghìn Làm sao cho có tiền Mất cách Đòn cân tự chết. Từ thuở nhỏ ngày buông buôn mua vào mua để rồi bán ra mắt hơn. giá người bán không lỗ buôn phải phải trù tính những số tỷ đến cách làm giàu thật mau nào hay chừng nấy không phải chỉ lượm từng đồng đã nhọc nhằn của mẹ là như thế tính nát ốc đã mất người muốn là được bà muốn là trời chăng hai câu này tưởng tin tưởng nhiều người với mẹ thường nói tại sao chị không mở đẻ duyên dáng như vậy lúc ấy buồn là biết phải buông hương bán đẹp khi ra đời giải mẹ mới thấy sợi khí của người đàn bà nói gì là đàn bà mạo đẹp đẽ dẫn nghiệp làm ăn bán mà phải vất giả. mẹ không làm được sao lúc ấy mẹ đã có chồng là người trung hoa sống một cách nhàn hạ tiền đâu bà xài một cách bà ở nhà lầu kẻ hầu người hạ mẹ tưởng bà ấy sống sự thật ông vô. ông ta suốt ngày uống trà và ngâm chính tay làm ra tiền. Làm ra tiền là nhờ ông vụ thuật xem ngọc, xem đánh giá những lọ sành. Nhờ cái tâm ngọc, buôn vàng trang quý giá. Lúc ấy một người giúp việc, đẹp, lành lợi, nhờ mẹ giúp bà một cho bà, mà của bà nữa. Đây có nghĩa là làm đôi mỗi khi bà cần liên lại đi thế cho bà, của bà. Con sẽ bảo mẹ, chứ có phải ai cũng có thể gặp được một ngàn nhã và dễ. Mẹ vẫn này mới gặp may lắm. Bà nhìn một ngày giả hay thật, biết nó đáng giá Khi bà. bà làm một món nữ cũng tự hào ít. Được một năm thì được vậy. Bà giao cho chị đến 2-3 triệu đồng lo ngại. Cần nói cho con hiểu về sự và người làm công. Có những người chủ ai là họ thường bị phản bội và biết tin cậy vào họ không bao giờ bị lừa dùng người với ý nghĩ phật vì lường gạt nên thành với họ giao phó cho ai tỏ ra tín nhiệm họ của họ có dạy với ta mẹ lắm mẹ đã học được nghề sỏi bằng bà nhưng nhiều bà vũ già khi cần xem xét những triệu trở xuống bà thì giờ bà cứ tế với mẹ lắm bà được hai năm mà thôi hiểu tại sao đâu chỉ tại bà vụ một người em họ của ông mẹ không có ý làm lại của giờ đã có cách làm ra không nghĩ đến chuyện ấy làm gì hai năm giúp vì mẹ đã có một số vô người đã được những bạn mẹ không một thương gia quá và đang ngoài chuyện này đã làm bà bà cho mẹ dạy muốn tìm cho mẹ một nơi giàu suốt đời mà mẹ lại biết bao người giàu dạ. ông sáng lại không muốn nghĩ rằng mẹ từ chối phụ lòng bà phụ bà không biết lợi dụng cơ hội rồi sẵn chuyện mẹ bị người dèm người dèm pha cô em gái bà vũ bà vũ tin cậy và yêu đồng, ganh ghét với mẹ nữa từ khi có Vũ không còn nhờ tới cô ta vì thế mất món lợi mẹ chê ông Sáng nói với chị chị biết tại sao kiểu anh Sáng không Sáng, anh Sáng đẹp vậy chê chỗ nào chê vì nó yêu chị thử để ý xem bà Vũ không bao giờ bà tin pha vậy mà thấy lòng sao xuyến về cô Liên hôm bà Vũ đang ngồi may trong phòng khép mẹ vượt về chuyện bà Vũ muốn tắt mẹ cảm thấy nếu không Mẹ khó ở đây chịu được sự lạnh nhạt của bị đổi thình lình của bà nghĩ đến chuyện ra đi cho mẹ. Mẹ được quen biết nhiều, với ai nữa. Có tiếng giày nhẹ nhẹ, mẹ vừa kịp mẹ đã thấy ông Vũ xô mạnh mẹ sững sốt. Ông ông Vũ cười mơ rồi đến thăm cô, đưa tay nắm lấy tay mẹ, mẹ đứng lên, toan nhưng không kịp, cửa, ừ. bà cau mày. Ông Vũ rồi xấu hổ, bà Vũ cười lạc cô y mẹ tức giận kể gì đã xảy ra không thảo nào mà cô chê mẹ phân trần thấy không tin mẹ không buồn vì chuyện này nhưng mẹ và bà vũ đã bị sức còn người đàn bà dù đứng đắn chuyện phiền phức bất ngờ. cũng may là mẹ không có con còn nhỏ nên sự cũng không có hại gì nhỉ. bà vũ dù ghét mẹ cũng không thể nào đi trong chuyện này chồng bà đọc đến đây ký lại đôi mợi mẹ 30 tuổi mà còn dậy. huống chỉ mới hai chục tuổi. Tuy lo lắng cho đời mai mờ mịt, không biết nàng không ngờ cuộc đời của mẹ rắc rối như vậy. Mẹ và càng thương mẹ được người mẹ hiền đắng. Với hình ảnh của Thúy chợp mắt ngủ. Khi nàng thức ăn. bé sơn và đang nhìn trần nhà đen. Tuy hỏi chị vú, nước để tắm em chưa? Em mới bún. Rồi dùng điểm tâm, thúy chưa nghĩ đến chuyện với nhiều người đem nữ trang đến thúy có thể sống đến già gia tài của mẹ nàng. nàng tiêu xài rộng rãi như mẹ nàng đã nói trong những clip vô vị và đáng chết. thúy sẽ làm gì cho hết thúy có đến ba bốn người xen chị bếp tài xế cuộc đời thật là đầy đủ ao ước gì nữa nhiều người đang ngắm các phụ còn trẻ và xin xuân thúy thừa và nàng đang nghĩ một cách họ yêu gì ta họ ta Đọc cuộc đời của nàng nặng lúc nào cũng tiền là cái đích cho những người xong thúy đi lấy quyển nhật ký của mẹ cũ đến con sẽ và thúy trở xuống phòng nhưng vừa thúy đã thấy bà hậu đứng đó nhìn thúy thức dậy à phòng riêng vừa ăn điểm tâm xong việc gì vẻ thân mật ngồi tay choàng qua vai làm gì cấm cung chuyện gì qua hãy buồn mà được gì Mà còn trẻ đời mợ giàu có như thế này giọng buôn bán với bà hạnh trước là một người đàn bà ngoài mập mạp, đẩy đàm mỏng giọng nói. Lúc bà hậu lui tới rất thường, bà hậu điều gì? Thúy thì bà hạnh chết công việc làm ăn. Thúy tỏ ra biệt đại ăn xem như người trong gia đình. Tuy vậy, Thúy vẫn không tin cẩn bà hậu đã tính nhiệm mẹ nàng. Ngoài nghề đem muối, bà hậu còn là một bà người này với người khác. Bà quen biết rất có con trai chưa vợ những bà quá phụ vợ nơi nào rõ hậu một lúc rồi nói tôi không tuyệt vọng sao khỏi buồn rầu khi mất mu... lại nữa mồ côi cha nhắc lại câu hỏi lúc nãy bà đến có việc gì đến thăm mợ chứ có việc tôi sợ mợ buồn cháu bé khỏe cháu bé ngoan lắm ăn xong là ngủ bà hậu kêu quá thế em ăn gì chưa chưa bà cười một cách hồn nhiên nhà giàu có khác tôi đâu chạy ăn a à, tôi bán được không dạ chiếc vòng nạm ngọc được chưa lơ đãng giá họ cho tờ vào đâu được nữa mà bán hôm nữa tôi đi lấy hàng về bà hậu đi lấy hàng về để chạy ngồi nhà máy. mới nhưng đang đại tang thế làm gì phải kiên mở kiên tôi hay là không tin mẹ tôi ngay trước vẫn tin bà hậu nghe thúy ca tụng tánh tình rồi nói trong đời có một nghèo bà chỉ rộng rãi giao thiệp với ai chứ không phải như bà phía. giao nữ trang cho mình rồi có người đến hỏi ngày một chị hạnh còn sống thì này khéo tán tỉnh đức độ nên thúy đâm lời nói của bà hậu đi lại mở tủ rồi nói với bà có mấy bạn của mẹ tôi gửi bán ở ngoài quốc về bà lấy về mà bán tiếp vừa mở cái hộp ra tay nằm ngang dọc trong hộp xanh sậm ý đã khen Học trai tốt quá, giờ là mốt đeo hộp được chứ. Mở máy sâu hết thảy, sâu đôi, ba sôi 12 nghìn, kì hộp lớn hơn, bà hậu cầm ngắm kỹ. Với giá ấy, Thúy cự quen cách buôn bán với chúng tôi, bán giá lên thì ăn lời 10% thôi, trăm nhé. Bà hậu là bộ nghĩa. Ừ, em sao? Bà. Bao giờ bán xong, lem nhiều, người ta lựa chọn. Bà nghĩ có phải không? Tôi cũng có hẹn hai bé sâu chuỗi này. Chờ mất công dữ. Câu chuyện sang một chiều khác. Hôm qua, phi trường đón mấy đứa cháu. Tôi gặp một thanh niên ở ta vừa đậu kỹ sư công còn trẻ quá. Là tôi dò hỏi mà con có một ông điền chủ. Thuyết không nậu, lấy hai sâu ngọc rồi đẩy cái hộp lại cất vào tủ. Bà mạnh, linh hoạt, ai làm mai cậu ấy cho mợ. Thuyết, bà đừng nói như thế của nhà tôi. Một thanh niên ăn thèm nghĩ đến một quá phụ như bà hậu nói phụ. Mợ, sự thật chưa chắc mợ. Trẻ như mợ, bảy thứ quá phụ chứ. Lời nói nông nổi của bà người Nàng nói, bảy thứ quá phụ. để rồi, chồng. Nhưng về sau, đừng có nói với. Hay để yên cho tôi. Bà hậu đứng. Ôi, tôi xin về. Bà hậu không lấy cái hộp được. Thì ra mục đích bà đến nhận nữ trang đi bán. Thúy có định làm lại. Thúy mỉm cười bà hậu, là, Ồ, tôi điên quá một mục đích là lấy nữ trang tay không lấy cái hộp đi ra một ra đến ngoài đường Mấy nữ trang để có dịp một đám ai cũng ổn. phải bền chiếm đi rồi thúy gọi lần xì mời bà ngồi ở phòng khách bên đây Còn tôi mợ, con mở. thế mà khi con dụ mở biết thì bà ấy đã hay bà cụ ngày trước đầu nhưng từ nay em để ý. Con sen vân dạ Thúy lấy quyển nhật ký tiếp Thúy Một mà buộc lòng sống trong khổ tâm vô cùng Dưới một ngôi sao xấu Sao ấy lại ảnh hưởng quá mẹ Tức cung Mối tình đầu không quá phụ Cùng Ăn trái Vì người mình Mới ra tình tuyệt vọng kỳ ngồi viết cho Mẹ vẫn còn thấy lòng mẹ Đối với người như vậy người đàn bà khóc chồng lần này. nghĩa là quá quá mà chồng vẫn không thật con nhỉ con nhỉ tại chuyện thứ ba đúng. làm khổ mẹ mấy mẹ nhưng lòng một lần nữa những đêm dài không ngủ được nỗi cô đơn hiu tả được mẹ mới hiểu được ngăn cấm mẹ làm lại cuộc mẹ cười mẹ nếu mẹ bước tìm thấy hạnh phúc lứa đôi với nhan sắc và tài bu. mẹ có thể kiếm được một người nhưng không cứ lo ngại muộn ngang mẹ cứ không thể tìm được hạnh phúc Mẹ chỉ nên buôn bán chỉ nên ở vậy mẹ cầu cảnh này Cảnh ơn đọc đến đèn ghế thổn thức chỉ có ai trong cảnh mình nỗi khổ tâm của những mẹ thúy lại cầu mong cho chiếc chăn đơn ngày nay ai hết cảnh éo le đồng bệnh tương liên thúy lo chảy ra ướt cả ghế lát sau nàng thấy vì từ nay là một đức mẹ Maria quan thế âm Bồ Tát mà còn là một người tri kỷ không sao ngủ được rộng rãi của nàng lúc nhớ cảnh quá buộc của ngôi nhà của nàng rộng nàng có cảm giác lạc lõng u con nhìn có thực tế nàng học giả ở đâu nàng khi ngồi ấy nhớ lại những lúc tiếp với quân mới quen hình ảnh của một sinh viên lành mà lúc ấy bạn hiện ra trước mí tự hỏi nếu bây giờ lúc ấy thì phòng ăn, thúy nhìn nơi quân thường ngồi chiếc ghế ở đầu bàn mẹ nàng ấy không còn nữa còn sống, thúy chàng một cách tha thiết bắt đầu yêu quân chết chết, thúy thấy mình yêu quân tả, diễn nghe bà hậu nói đến hay nói đến một người kỷ niệm của ấy chưa phai lạc giọng mai mối của bà hậu, thúy đọc tiếp thúy như cảnh tình duyên ngang trái, gặp cảnh quá bùa nữa đi, thì mẹ quy dạy như mẹ, đáng tin cậy mà làm lại cuộc đời không nên về vặt. giọng thứ hai mặc khép, nhưng giờ đây nghĩ dạy đã ép mình những ngày thiếu tình yêu phải tự lo cho mình, đầu với bao nhiêu sự khó. Tôi không kết hôn với ông ấy là người ngoại quốc, nhưng vì cùng một quê đó, tại sao với họ? mẹ chỉ có biết tiền ăn, thiếu tình cảm có biết đâu nhiều khóc chỉ vì yêu. Ủa, bà bạn già của mẹ không biết bao nhiêu lần cho đến ngày nay vẫn mẹ. Bà một bác sĩ, họ là những người quá vợ lòng. Mẹ sợ con tôi, con mẹ tự không đủ công bệnh riêng. Làm trong sự đối xử với con con, đứa con riêng. Một quá phục đời là khi nào cho họ, cho con một nơi nương dựa cũng có thể họ không đủ bức của những cường hào ác có thế lực thế thôi hăm dọa họ cần có một nơi một người đàn ông để cho những chuyện phiền phức kia. mẹ chuyện yêu thương là mẹ tự lo được cuộc và thế nữa một nơi phồn hoa đô hộ tỉnh nhỏ hay tre xanh ta đầy đủ về vật chất ta không ao ước gì nữa cảm để đòi hỏi một đời sống tình mẹ lên khi thì nghĩ thế khác phản ấy nó trì kéo như mẹ vẫn sống. Đi đọc lại đoạn rõ bà Hạnh lúc ấy lòng gây cấn à đường. Bà bị dày dò, lôi hốt cuộc, bà vẫn không thà chịu cảnh. Tuy thương cho mình, còn nữa, cuộc đời buồn của bà Hạnh đã qua bà thang than ôi, nhìn lại là tiếng kêu thương vậy. Ấy, bà Hạnh, bà Hậu chuyên làm ông tơ bà người kia, bà Hậu đã lui vào nói vô hạnh làm lại cuộc đời hay cho mẹ không xong xe duyên cho thúy lắc đầu điệp bãi thật cũng vô lý mà đường cũng phiền cho mình thúy đặt bé sơn nằm trên nhìn nó một cách sung sướng đã biết lật thỉnh thoảng nó nhìn thúy bé sơn sừng có ngấn hai miền đôi mắt đôi môi đỏ họ bàn tay vào mồm đổ nhẹ vào hai đùi vế Dự bú hết chai sữa cả bàn tay, Thúy kéo tay nó ra tình chụp lấy tay Thúy để cười một cách vui vẻ, ăn cá tay của mẹ ai cũng bảo bé Sơn giống mông cho nó giống quân, Thúy có thể nhớ đến kỷ niệm êm đềm ngày nào cũng thế xong Thúy bồng nắp nó cho đến khi nó dụi lúc ấy Thúy mới giấu đem về phòng cho nó, hôm nay Thúy đang ngồi sen lên cho nàng biết và đang ngồi đợi nàng, Thúy hỏi con sen sao em không nói ta đi sen lễ phép tặng tôi nói thế nói biết là mở ở trên lầu nói xuống và đi thẳng xuống vui vẻ đưa hai tay ẩm cháu tôi mũm mỉm như thế này ô hôn lên đầu lên tay để nó ngồi trong lòng nó vừa nói chuyện với ngọc trai kia chưa không nọ rồi nếu tôi sẽ lãnh bán hết cho mọi túy khen mới có mấy ngày mai tôi có đi bán được cứ lấy bán đi cậu cười có vẻ đắc chí cũng tôi bán chứ còn ai vú em đến để ẩm mộ, trao thằng bé rồi. Nó giống giống cậu chút nào cả, nói. Tôi, con trai mà giống mẹ. Nó có gì cũng chỉ giống ở cái nét là con trai, thì ta miệng phải lớn hơn. Có thằng bé. đủ và dễ yêu quá, ở buồn. Mợ vẫn buồn mà không đi đây đi đó cho vui, lắc đầu. Em buồn. Đi ra ngồi bạn, làm sao không tuổi của mợ là tuổi yêu đến cần có tình yêu đâu mày. Học trai cho tôi chứ. Bố biết Thúy không muốn cho bà nàng. Liền lấy tiền từng sắp trao Thúy. Rồi để riêng tiền bà hậu. Thúy đưa. Để tôi lên lầu. Bà. Mở được. Mở lên xuống này có lạ gì với tôi đâu. Thúy đành phải để bà hậu. Thúy lấy cái hộp. Đừng cho bà hậu xem. Rồi. Còn mấy sau. Được. Tôi sẽ đem tiền lại cho mở. Thúy đi lại nằm. Bà hậu ngồi chiếc đứng bày biện đẹp quá tiện nghi và rộng rãi nữa thấy là nó quá rộng rãi đạt nhiều như thế này mà có lẽ tại chỉ một chuyện và lần này nhất định cự bà nàng hỏi trước đây có phải bà thường bước nữa không bà thì tôi khổ tâm ác quá vậy à. chị ở nhà phải khâu mai mối thì cũng ai chứ còn tôi được có điều tôi làm mai mợ còn trẻ kìa hay làm mối làm gì nữa ý à tôi chị ấy khổ từ lúc đúng hạnh phúc chồng vợ ấy lắm. Bà lúc nào bà hậu nhìn như mợ ờ, con trẻ măng như thế này không làm lại cuộc đời sao là trái với lòng mình trong sự khắc khổ vô thúy nói sang ngang đi nữa thì cỏ đã chết lại nữa cuộc đời thì thiếu chi bạn học của tôi ngày trước đó anh quân đó họ đều chết. trước kia họ cũng đã từng Ừ, để tìm hiểu Thúy, Sau hôm nay Thúy lại mạnh ngang mà không hề ngượng nghệ như mọi ngày. Tôi ở vậy suốt đời nhưng đã một lần đường chấp nối lại, tôi cũng chết, hấp tấp thiết ngày trước. Còn mẹ đầu tiên của tôi là do mẹ tôi tin ở sự sáng suốt của dân lời. Mệnh quá khắc khe với tôi. Nhưng nhé, có phải lúc hậu quân, mợ nhận là để làm vui lòng chị ấy. Vẫn... Nhưng anh, mợ không biết không? Thì quân chết, mẹ tôi mất. Vì khi chị ở nhà vào tình yêu của quân, nói giọng buồn rười rượi mới bắt đầu yêu anh ấy. Dù mở yêu cậu ấy, thời gian cũng không để ý niệm của cậu quân. Quen đông, nhưng những bạn, những bạn của cậu quân còn xứng đôi vừa lứa với mẹ. Xứng hay không? Nếu bà, bà thấy có thể làm mai cho tôi chờ thì hơn. Nữa, và phiền, thì cũng tự mình lựa lấy người. Bà hậu, mở Thúy khóc, ừ. việc gì ạ? À. Tôi tin có số mạng, cực, ngay như cuộc tình, không phải định mệnh hay quân từ ngoài Huế vào đâu tôi lại quen quân, một người rất thận trọng, mà lại chịu gả tôi cho cha mẹ của quân, lúc ấy tôi cũng lấy l... tôi còn mợ cho ông Tham mới ra chịu, chê ông Tham lớn, Tại sao bà lại cho tôi? Ông ấy quá, quá vợ, thì có khác gì trai tân những người như ông Hải mới lịch duyệt quá. Còn rời ngưỡng cửa nhà trường, ơi lòng ngươi, tôi không nghe lời bà. Bà, thì đời tôi sắp, thì mở tránh được cậu đâu. Chị ở nhà, thì ông ấy liền cưới con gái cũng mới ra trường như mở, trong ấy đang sống trong Thúy suy Cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của đứa. cảm tình với người này, người này. Miễn sao thành con ngày mai của họ ra sao? Như thế tôi, ngày làm mai cần phải có Bà hậu cãi, tôi có làm nghề ấy đâu. Bán hàng chạy mà, bán. Tôi gặp những người tìm vợ, tìm chồng rể Tôi giúp họ, Nếu họ có hạnh phúc thì tôi mừng trái lại. Rủi, thì như mợ nói, số của họ như thế. Mợ bảo tôi làm tôi, không xem tôi ra buồn quá. Nói đến đây cao mày, Thúy nhìn bà và nói, nói những điều tôi nghĩ, không đừng nghĩ thế. Mai dòng chân thấp chân tử, nói giàu nói khiến người ta không khinh sao được. Nói đến đây, bà hậu rồi đứng lên. Mở nhé, tôi không quay đâu, Tôi chỉ phúc riêng tư của mợ là hơn. cười một cách hớm. Tôi xin cảm ơn bà. Đến ai biết trước được. Bà hậu đi rồi. Và nói nho nhỏ. Thế là lần sau. Mối nữa. Tuy đứng lên. Đi lại mẹ. Mở ra đọc mấy trang. Thì con khép nép nói. Thưa mợ. Lại có khách nào thế? Đàn ông. Đàn ông. Bạn của cậu. Lời sau. Ông ấy bảo muốn. Mời ông ấy ngồi ở phòng khách thuốc. Tôi sẽ xuống. Thúy chạy lại mái dài và đi xuống. Người khách ấy không phải ai là Minh, bạn học cũ. Thấy Thúy bước vào, Minh đứng lên chào chị. Quân mất. Dược, tôi không khỏi lấy làm tôi đi vắng mấy tháng nay. Thúy mời Minh ngồi. Nào lâu quá không thấy. Minh nói sau khi giữ đám tang của bác, anh Quân bị tai nạn mát ở Đà Lạt. Nghe qua về sự rủi ro. Có cách đau thương như vậy. chị à, nửa năm đi ngoại quốc vừa về đến đây trước cảnh đau lý phải nói gì chị chị được không buồn rầu tôi có một cháu trai tháng rưỡi chị dạ cháu cũng khỏe mập lắm. nói đến đây thúy đi có ẩm bé sơn ra cho mình nói trai cũng đỡ đấy buồn thế là bây ngôi nhà này trong lời nói dễ thương xót kính đàn trẻ ấy Khen đã bồng bé Sơn vào phứng lên đỡ thằng bé ra nét mặt buồn sang vui rất hồn á à, nó vừa giống anh bé sơn nhìn minh bé sơn đã mang mật ấm áp mình nâng niu thằng bé mình của nó cầm tinh chàng nghĩ đứa con như thế này hưởng hạnh phúc bên vợ con thật chàng đứng đợi để ấm thằng bé, bé sơn lại cho nó động nói với thúy tôi bao giờ chị từ nay thì cho gọi tôi đến để giúp chị là tôi không dám chị cho phép tôi đến thăm em như người nhà xin phép vào lại rồi mới ra về. Chúng mình đã khiến Thúy từ ngày quân chết, chết. chưa ai chân thành như vậy. Mình còn sống, thịnh với quân, có kia ở Thúy. Ủa, cha mẹ chàng có có ruộng đất ở nhà quê rạp hát lớn giữa trung tâm. Mình còn có hai em gái, hai em nhiều như Minh, vừa đầu lập gia đình và bế. Ai, mình đã có xe hơi và đi chơi trong những mình cao lớn, thiếu nữ chú ý chuyện lập gia đình đại học, mình tiêu bạn bè nào cần không do dự. Ai mình cũng vui vẻ, tình, không khinh người ngán con nhà giàu khác. Quân rất mến đây. Khi quân chưa, mình đã nhiều lần mới chàng để đi học. Rồi, vì quân hiểu, quân có đến chơi, mình tử tế thật với chàng khinh người. Chỉ bà Vĩnh chỉ biết giàu lòn ra của yên ổn làm giàu biết ăn chơi nhưng tình gia đình của mình là một ao mình không khác nào cánh sẵn hôi tanh mùi bụng của mình điều khiển công việc là nhạn là một nàng tính từng đồng bọn đàn ông mấy lần đã thấy rồi mình đối với mình người của mình quân. khi nào anh có gia đình biết anh không mời tôi cũng rồi quân gặp bùng với thúy nhà minh thường nữa quân quân minh làm rễ đầu tiên gặp thúy minh chú khiến thúy nhưng từ khi thì Minh không còn nhìn Thúy. Đối với Thúy, phép, dè dặt, dùng cơm với quân và Thúy để chuyện trò, giảm học. Minh nói, tôi không thích sống với gia đình Là một thời gian. Cả hai ba tháng, Minh, quân chỉ gặp Minh ở ấy tại sao Minh không đến chơi. Đại gia đình, tôi đến phá vợ chồng anh. Bà hạnh mất, Minh của bà đến tận phần một đau khổ của Thúy, an ủi và chia. Thúy còn nhớ có hại cho sức còn có anh quân Và có nào cũng sẵn lòng an ủi Rồi mình đi ngủ từ giả Thúy Ở trường cùng các bạn Quân ở đó mà thôi Mình về rồi Nằm lại trên chiếc ghế mơ màng Và đã làm cho Thúy niệm đã qua Ấy Ba cuộc quân Như có liên hệ Ngày nay mình vừa ở ngoài Lúc Thúy Chương một Voi fm ứng dụng sách nói chất lượng cao kho sách nói lớn nhất việt nam từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác podcast sách tóm tắt truyện thiếu nhi thiên và ngủ chi theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.